kịp để quý vị và ban chấp hành có cái cầu nối liên lạc với các hoạt động của hội. Xin mời các anh chị nhanh chân tiến về sân khấu. Và chúng tôi hy vọng lần sau sẽ có nhiều anh chị em hơn đến với ban chấp hành hội để hội của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Thưa quý vị, Hội Đồng Hương là một cái tổ chức phi lợi nhuận và đến với hội bằng cái tấm lòng, bằng cái sự nhiệt huyết để xây dựng hội. Vì vậy, chúng tôi mong rằng ban chấp hành hội ngày càng vững mạnh hơn, tiếp thu ý kiến của quý vị và mong rằng nhận được nhiều cái đóng góp của quý vị cũng như là những cái sự tham gia của chúng tôi để phát triển hội ngày càng vững mạnh hơn. Xin quý vị cho chúng tôi một tràng vỗ tay ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Và tiếp theo, tôi xin mời, trân trọng kính mời anh Lê Văn Khang sẽ phát biểu chào mừng gửi tới quý vị.